nhẹ cái mồm em, há mồm ra, à, nói to mồm mở rộng khẩu hình ra, của nhau, quấy, su sơ, su 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 sơ, sơ, là gì ạ? à, tôi muốn tôi phải về ký túc xá Đúng rồi, tôi phải nhá, tôi phải quay lại ký túc xá lại, thế nào? nhìn su sơ cha nào ký túc xá của bạn ở đâu Rồi ạ. Mở ra tiền phần phần từ sau sách nhá. Người Trung Quốc rất là quan trọng cái lễ Tết Trung Thu, họ coi cái Trung Chiêu Chía là hoàn nguyên chía là gì ạ? Tết gì ạ? Tết đoàn viên đó, ngang ngửa so với cả chú xì nhá, ngang ngửa so với cả cô nến nhá, hai cái ngang ngang nhau nhá. Trung Quốc thì nó kể là con thỏ nhỉ, đúng không? Rồi, một cái điện từ nhá. Nhớ nhá, Quốc khánh là Quốc trị chía, Trung thu là Trung chiêu chía, được chưa? Rồi, xin mời Thủy nào. Nǐ shénme shíhòu kháishí xuế hán Nǐ shénme shíhòu shénme kháishí xuế hán yú de. Đại diện. Khi nào thì bạn bắt đầu học tiếng Hàn? Khi nào bạn bắt đầu học tiếng Hàn? Học nào? Chưa. Chưa lý chưa hai tôi hai hai là hai tôi là mấy thiên tâu tú chưa chưa khai tờ phây trắng Rồi đọc lại là cho nó trơn hơn nào. chưa chưa lý chưa hai tôi là mấy thiên tâu tú chưa chưa khai tờ phây trắng ăn Rồi ạ, tiếp theo. hoàng gia xuê cả hai chữ có ý ta sẽ bù可以这样，自己坐地铁嘞。可以这样，三岁的孩子可以上。同学吧，我已经过来，给你订过了。八岁，哪位呀？妈咪放风，妈咪呀。Nào, thường đi đi nhà nào người hay hốt hoặc là dưới bao nhiêu mét thì được làm sao? Miễn phí. Được chưa? Nào, miễn miễn phí nhá. Rồi, dịch ra thử chữ xem nào. có cái 3 tuổi thì có thể được miễn phí ngồi vào điện thoại. Mặc dù không được mua vé. Đương nhiên là gì? Đương nhiên. Đương nhiên nhá, đương nhiên là không đương phải nhiên mua thế. vé. Không phải mua vé. Chưa nghỉ tập thống yêu nơi của phi trắng đưa chín. Bạn bè ở đây đối với tôi đều rất là nhiệt tình. Bạn yêu đối của Phi trắng đưa chín. rồi ạ Bạn bè ở đây đối với tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi rồi mình sang phần ngữ pháp này. Xin nhà đọc nào. Tôi mừng mấy thiên cung chua ba cơ xảo sứ. Là gì ạ? Mỗi ngày công việc mỗi ngày của chúng tôi Chúng tôi mỗi ngày công chuộng 8 giờ là gì ạ? Mỗi ngày chúng tôi làm 8 tiếng. Đúng rồi, mỗi ngày chúng tôi làm 8 tiếng nhá. 8 giờ là làm 8 tiếng. Vì nào? Ta lái lợn 3 cơ tua xảo sứ là Ta lái lợn 3 cơ tua xảo sứ là gì ạ? Anh ấy đến
Anh ấy đá bóng được nửa tiếng rồi. Vậy thì những cái từ này mình đã học chưa? Về thời gian người ta gọi là sẽ gọi là bổ ngữ thời lượng, chưa? Là những từ bổ sung về mặt thời gian cho câu. Nào thì từ đầu chị hai câu là sao? Đọc luôn cả hai câu em. Bố tả lượng ý cơ sở sứ tự tiên hoa. Câu này thì biết là gì? Tôi đã lỡ 1 小时 的电话. Tôi đã gọi được gọi điện thoại được 1 tiếng rưỡi rồi. 1 小时. Vậy tại sao chúng ta không nói như cách mà chúng ta nói là tôi đã điện thoại đã lỡ 1 小时 的. Mà ta lại dùng cấu trúc tơ ở đây. Theo thì sao? Ồ, hơi khác nhau một tí nhá. Từ chung cũng thích dùng tơ. Nào, tại sao cho nên mình hiểu như vậy ạ? Nào, tại sao người ta không dùng là bố tả tiếng hoa tả là 1 小时 mà mình dùng cụm từ bố tả bố tả là 1 小时 là tiếng hoa. Rồi chúng ta sẽ nhấn mạnh cái phần trong ô nên sẽ phải dùng cái cấu trúc nhấn mạnh cái trước tờ đó, một cuộc gọi điện. Được chưa ạ? Bạn đã thực hiện được 1 tiếng rồi. Được chưa? Nhớ. Hoặc nào? Cô hai em hả? Ta mỗi sang sư à sa ta mỗi tiếng sang sư cơ sở sư hòa khư. Và mỗi ngày cô ấy đi học. Sư cơ sở sứ là mỗi ngày cô ấy học bao nhiêu? 4 tiếng. Mỗi ngày cô ấy học 4 tiếng, đúng không ạ? Vậy ở đây nhấn mạnh là mỗi ngày cô ấy học 4 tiếng đấy. Được chưa? Chúng ta dùng cấu trúc tơ nhá. Thử nghĩ lại cấu trúc này đi. Đợi tí sẽ có cấu trúc. Rồi, đáng ra mình sẽ sử dụng là 我打电话打了一个小时, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ phải là 我打了一个小时的电话. Đây ạ, cấu trúc đây ạ. Rồi, đây là cấu trúc. Có tơ, đây là cấu trúc. Có tơ nhá. Mọi người ghi lại cấu trúc nhá. Rồi, mọi người nghĩ một câu ví dụ của chị xem nào. Nhất là 10 chữ nhá. Nên qua đây một chút này ạ. Bố có về thời lượng ạ. Tiếng hoa tả là thêm phần ngữ nữa đúng không ạ? Cho nên mình sẽ nhắc lại 2 lần cái động từ một nhá. Rồi còn cái phần này sao? Cấu trúc tơ thì chúng ta chỉ cần dùng 1 lần động từ thôi, thêm cụm từ chỉ thời gian cộng
cuối tơ nữa. Và tơ nữa là cái gì ạ? Là cái phần quan trọng nhất đứng đằng sau tơ. Rồi mỗi người lấy chị một ví dụ, một câu mới chữ nào. Đừng đừng có sang khơ sang ba nữa nhá. Nghĩ một cái động từ gì cho nó hay hay tí, xem đừng có khan tiên nhỉ nữa nhá. Quay đi quay lại cũng mấy cái chủ đề. Khai khuê đi, khai khuê là gì ạ? Họ đúng không? Khai khuê. Cái từ khuê nó biết giống cái từ biết. Ừ đúng rồi, biết từ mới từ biết đó. Rồi, ai đã xong chưa? Nhà nào? Nhà nào nào? Tôi 今天 bảo cô 1个小时了, và tôi 很累. Rồi, câu thứ hai nào? Câu thứ hai là câu cuối chúng tôi nào? Dạ. Tôi bảo là, 1个小时, và... Vâng gì ạ? 时间。 我保了一个小时的户户嗯肉腿呢我开会一个小时呀我开会 nào hai một chút một sẽ phải nhắc lại được từ của khai quay khai là khai là y cơ sở sứ rồi là thế nào của của khai của khai tờ của tờ em mời khai cho cái thời gian đó y cơ sở sứ y cơ sở sứ tờ tờ quay rồi ngọc nào Tôi xây treo xây là 2个小时 xin thiên bái thiên của mân mãi của mân mãi là 3个小时 tờ tu sĩ ok đó nhà hai chỗ khác nhau hơn á một đùa lắm rồi ạ mọi người chú ý nhá ở cái loại câu này nếu tâm ngữ là đại từ hoặc từ chỉ người thì bổ ngữ thời lượng sẽ đứng ở phía sau đại từ chỉ người ví dụ là gì ạ bố tổng là tha bố tổng tha bao nhiêu ạ tôi đã anh ấy nửa ngày gì thì cái phần tâm ngữ ở đây là gì ạ tha đúng không tha lúc này nó sẽ phải đứng ngay sau cái phần động từ này của mâm tổng là tha bản thiên là gì ạ chúng tôi đợi anh ấy nửa ngày rồi không có của mân tổng là bản thiên tha đúng không ạ rồi ở đây về đây nửa ngày có phải là nửa ngày không bản thiên là tiếng nóng nhá đúng chưa bản thiên không phải là nửa ngày đâu nhá mà là tiếng nóng nhiều khi là mới đợi có 15-20 phút thôi em đợi anh cả nửa ngày rồi đấy nhá thế còn cái từ cả ngày là gì ạ một ít thiên hoặc là cả một ngày là gì ạ? Chuyển chân chuyển thiên chuyển thiên rồi á cái gì ạ? Nghe chưa? Đấy là gì ạ? Trọng thiên trọng thiên nhá trọng thiên bằng cái từ ôn đây á tiếng Anh ôn đây là gì ạ? Là cả một ngày vậy trọng thiên sẽ là một ngày đúng không? Rồi ít thiên là một ngày nhưng trở thiên sẽ là toàn bộ thời gian của cả một ngày được chưa? Rồi mình sang phần bài khóa nào? Cô bài khóa giải thích nhỉ?
Sao đấy? Tiến Trung, quay vào 10月1号了, 知道国庆节放多长时间的假吗? 国庆节放7天假, 休息一个星期。 中国的节日都放长假吗? 不, 有的节日只放1天假, 比如中秋节。 听说国庆节是从星期四开始放假, 我们下个星期只上3天课。 对, 我已经请了3天的假, 下个星期就不去上课，回日本去。你回去看你的爱人和孩子吗？不是，下个星期一我的好朋友结婚，我这个星期六回去。海伦，你国庆节干什么？我想在宿舍舒舒服服的睡几天，太累了。是不是想睡一个星期觉？ 田珠，快到10月1号了，你知道国庆节放多长时间的假吗？ 国庆节放7天假，休息一个星期。中国的节日都放长假吗？ 不, 有的节日只放1天假，比如中秋节。听说国庆节是从星期四开始放假，我们下个星期只上3天课。 对, 我已经请了3天的假, 下个星期就不去上课了，回日本去。你回去看你的爱人和孩子吗？ 不是, 下个星期一我的好朋友结婚，我这个星期六回去。海伦，你国庆节干什么？我想在宿舍舒舒服服的睡几天，太累了。是不是想睡一个星期觉？ 做呀，这家我们过来。天气，我们有，有没有我？昨天我们两个就，我妈妈那边，我亲戚，还有，还有你，你有礼貌了吗？我亲戚。 七天，七天，你们那边的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 ，你
买没事没事回家哎呀中秋那我不中秋节中秋你来美国牌吗来这个你都你的都那么多呀你把都那么春子我的方中明啊我的中明几几几几对就是我中明几的叫几你好麻烦来都要的不要新年吧给我嗯啊我烧东西就不去上课了都没有课都没有回这位都不厉害嗯这位厉害爸爸厉害香吗爸爸你回去看你的爱人和孩子吗真的我会有吗爱人的脸吧爸爸找娘都呀bạn bè thăm có phải xem không thăm thăm nhá rồi ạ bạn bè thăm vợ và con phải không tiếp theo nào và thứ hai tuần sau bạn tốt của tôi kết hôn trước sinh chi đi cô thứ sáu thứ sáu thứ bảy rồi anh lấy sinh chi nữa thứ bảy tuần này tôi quay về về bố sinh mẹ cũng phải vui cả hơn làm gì tôi muốn về tôi muốn ở với chú xã
属于你一个舒舒服服的呀，你都有玩的有你个的团买要几天不没买都你个团买不都想没买我没有吃肉你那是我不管我端餐那我不买买不买买你不端包是不是没多的呀不是没多吗几龙哥，那个鸡怎么样？卖多少钱？累死了。龙哥，累死了。但是卖几万，我不了。让我呀，再来个外卖，卖多少呢？田秋，快到10月1号了。你知道国庆节放多长时间的假吗？国庆节放7天假，就是一个星期。中国的节日都放长假吗？不，有的节日只放一天假，比如中秋节。听说国庆节是从星期四开始放假，我们下个星期只上3天。只上。3天课，对，我已经请了3天的假，下个星期就不去上课了，回日本去。你回去看你的爱人和孩子吗？不是，孩子，我有孩子呢。孩子吗？不是，下个星期一我的好朋友结婚，我这个星期六回去。一句，海伦，你国庆节干什么？国哦，你国庆节哦，你国庆节干什么？我想在宿舍舒舒服服的睡几天，太累了。这不是想睡一个星期觉？对，觉你我没觉，你个念了吗？我这边住。快到对啊，有错 ，OK。快到10月1号了，你知道国庆节放多长时间的假吗？国庆节放7天假，休息一个星期。中国的节日都放长假吗？不，有的节日只放1天假，比如中秋节。听说国庆节是从星期四。从回日本去，你回去看你的爱人和孩子吗？不是，孩子会问孩子，有孩子呀？不是，下个星期一我的好朋友结婚，我这个星期六回去。海伦，你国庆节干什么？我想在宿舍舒舒服服，睡几天，太累了。是不是想睡一个星期假？一个星期假。rồi, các bạn đã buồn có nghỉ lễ mà đọc buồn thế. rồi, nghỉ có thể là suy không? hẳn một tuần ngày rồi khác hẳn đúng không? rồi xin mời câu đầu tiên là báo cáo. Quốc khánh là 10月1号. 中秋节放一天假。对呀。对哦，中秋节放一天假啊，你忘了没？你忘掉了。田中，从星期三开始休息。对。对哦。给我当中秋礼物。这都没有。星期四嘛，我们从星期四开始放假。好了。田中回去看他人和孩子。不错。丁淼，你下坐。因为，
结婚，对，来看一下啊，亚当，国庆节放几天假？美国还能给没来？能忘也没来呀。国庆节放几天假？那我礼拜来么？对呀。田秋和好朋友星期几结婚？田秋和好朋友星期一结婚。好朋友，星期一结婚。他们下个星期上几天课？他们下个星期上天课。海伦国庆节想干什么？美国海伦，海伦文哪个地？海伦国庆节想在宿舍舒舒服服的睡几天？太累了。我说天气热，那么你会做点呢？一定要没毛呀。来呀。不知道。阴历的呀。我们好吧，农历出来那个。và nhỏ thú ly sẽ là thú ly nhé. Rồi, bởi vì mình sẽ dùng theo hai ngày giống như kiểu là người Trung đúng không ạ? Hay là một là núm ly âm lịch hoặc là yên ly là âm lịch ạ. Rồi, ví dụ nói là ngày 1 tháng 1 âm lịch nói như nào? Hôm nay là ngày 1 tháng 1 âm lịch. HSK 考试，每天都在宿舍学习。我明天也要在家里好好的学习。旅行也是很好的学习。对啊，两个人他要你不都行？放了四天假了，欧文，你去哪玩呢？小云很热情，他开了辆车带我们去旅行了。高速公路很堵吧？去的时候只堵了一会儿。回来的时候堵了5个小时左右。国庆节高速公路免费，当然堵了。如果坐飞机就不堵了。海伦，你出去玩了吗？我要参加 HSK 考试，每天都在宿舍学习。